Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói tiếp tục về phần Nha Chu học, và phần này mình nói thêm về Nha Chu, bệnh Nha Chu và những bệnh toàn thân liên quan. Viêm Nha Chu như là biểu hiện bệnh của bệnh toàn thân. Đây là hình ảnh lâm sàng bệnh nhân bị hội chứng papillon leprae. Hình ảnh X quang bệnh nhân papillon leprae, hội chứng papillon leprae. Hội chứng này cũng như đặc trưng là tăng sừng hóa cái sừng thân ngoài da, phá hủy mô nha chu trầm trọng, viêm nú răng, vôi hóa màng xương, thay đổi tượng thực bào, các tế bào bạch cầu trung tính. Đây, phần xương của bệnh nhân này đã tiêu phần xương hàm để kết dính với lại răng của bệnh nhân này đã tiêu gần hết, chỉ còn dính một chút ở phần dưới gần chóp răng thôi. Đây. Và những trường hợp những cái răng này chắc chắn là sẽ lung lay. Rồi, hội chứng đau là bệnh đau, bệnh bẩm sinh do sự bất thường các nhiễm thực thể, thì bệnh này chắc đa số ai cũng biết. Và khiếm khuyết tinh thần, tỷ lệ toàn bộ của bệnh nha chu trong hội chứng đau cao xảy ra gần như 100% bệnh nhân ở tuổi dưới 30. Tuổi nha chu tích tụ nhiều mảng bám, viêm nú trung bình, các dấu chứng thường có tính lan tỏa vùng răng cửa hàm dưới bị nặng hơn. Đôi khi vùng này bị tụt nú nếu thắng bám cao, bệnh tiến triển nhanh sang thương hoại tử cấp. Thường xuất hiện những bệnh nhân này có tỷ lệ của vi khuẩn Reportella intermedia trong miệng cao. Sau đó dùng để giải thích tỷ lệ toàn bộ bệnh nha chu sự hóa phá hủy mô trầm trọng trong hội chứng đau. Rồi. Nói những cái phần quan trọng tay. Vi khuẩn gây bệnh và tổn thương sơ vữa động mạch. Có vi khuẩn này cũng phổ biến là Helicobacter pylori, hay còn gọi tắt là vi khuẩn HP. Mà vi khuẩn dạ dày này bây giờ cũng là một bệnh mà khá phổ biến, mà người dân Việt Nam chúng ta khoảng hơn 50%, hình như là khoảng 70% người dân số Việt Nam chúng ta bị mắc phải. Do người dân Việt Nam chúng ta ăn uống, thói quen ăn uống là ăn chung tô chén dĩa đũa muỗng nên rất dễ bị lây nhiễm. Nhưng mà theo đông y thì để chữa vi khuẩn HP này rất đơn giản, chỉ cần uống trà dây là sẽ hết. Còn nếu chữa theo tây y là phải uống kháng sinh rất là khó khăn. Những mối liên quan với bệnh nha chu: bệnh đường hô hấp, viêm phổi do nhiễm trùng, bệnh phổi nghẽn tắc mạn tính, cơ chế tác động của vi khuẩn ở miệng trong bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp. Bốn cơ chế bệnh nha chu và các bất lợi trong thai nhi. Bệnh nha chu và sinh con sớm nhẹ cân này, bởi vậy những người mẹ mà khi mang thai mà không được chăm sóc sức khỏe cẩn thận thì rất là tội nghiệp cho cái thai nhi đó, và tội nghiệp cho cái em bé đó sau khi mà ra đời. Bệnh loãng xương và bệnh nha chu. Bệnh loãng xương tất nhiên cũng có ảnh hưởng. Ăn thiếu canxi, thiếu vitamin, hút thuốc lá, rượu, stress, tiểu đường, chứng loãng xương, rối loạn hormone, không vận động. Loãng xương rồi.
Thì như danh uy Hải Thượng Lãn Ông ở Việt của chúng ta có nói câu là dòng nước muốn trong thì nước phải chảy liên tục, con người muốn khỏe mạnh thì phải năng vận động, con người chúng ta muốn khỏe mạnh thì phải vận động nhiều, còn những người mà lười biếng ít vận động thì lâu chắc chắn sẽ sinh bệnh. Rồi, sau đây là bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường và tình trạng nha chu loại 1. Đái tháo đường lại thuộc insulin. Bệnh xuất hiện đột ngột trước 20 tuổi, sự phá hủy tự miễn 80 đến 90% các tế bào tùy tạng sản xuất insulin nhỉ. Insulin bên ngoài để phòng ngừa acidosis chiếm 10 đến 15% bệnh đái tháo đường, yếu tố gia đình. Bệnh về võng mạc, bệnh thần kinh, bệnh thận liên quan đến các bệnh mạch máu nhỏ, liên quan đến bệnh mạch máu lớn, xơ cứng động mạch dẫn đến cao huyết áp, suy mạch và nguy cơ loét và hoại tử chân. Biểu hiện bên ngoài thay đổi. Loại 2 đái tháo đường không lệ thuộc insulin, bệnh xuất hiện ở người hơn 40 tuổi. Sự sản xuất insulin bị suy giảm. Sẽ kiểm soát đường máu bằng chế độ dinh dưỡng hay bằng các tác nhân hạ đường máu chiếm 80-90% bệnh đái tháo đường, yếu tố gia đình. Các biến chứng có thể có liên quan đến mạch máu nhỏ, võng mạc, thần kinh, thận, máu lớn, sự cân mạch dẫn áp suy mạch bệnh, nguy cơ loét hoại tử chân. Biểu hiện bên ngoài là số là béo phì, đúng. Nói về bệnh tiểu đường thì những trường hợp mà những người dưới trước 20 tuổi thì rất là hiếm, mà thường là những người mà thể trạng ốm ốm yếu gầy gò. Còn đa số những trường hợp bệnh tiểu đường là trên 40 tuổi, mà những người mà thường là nằm trong những người mà ít vận động, béo phì chiếm 80-90% bệnh đái tháo đường. Còn những trường hợp mà dưới 20 tuổi, những người mà dưới 20 tuổi là chiếm chỉ có 10-15% thôi. Mà bệnh đái tháo đường trong ăn uống hay là đi nhổ răng cũng phải hết sức cẩn thận, sẽ khó cầm máu. Thì nói chung những người này là nếu mà chuyển qua ăn chế độ mà thuần chay theo dưỡng sinh, nếu mà chịu khó chắc chắn không cần dùng đến thuốc tây rồi rèn luyện thân thể. Còn nếu do điều kiện sống hoặc là do thói quen ăn uống không thay đổi được mà cứ ăn ăn uống cho sướng miệng thì rất là khó trị. Như vậy sẽ phải lệ thuộc thuốc tây suốt đời. Stress và bệnh nha chu. Stress là tình trạng căng thẳng cực độ có thể bị sốc. Đây là thang biến cố trong đời gây stress của Miss Right. Người hôn phối qua đời, ly dị, ly thân, tù tội, người thân qua đời, tai nạn, làm đám cưới, thất nghiệp, bị hưu, lo lắng sức khỏe của người thân, mang thai, vấn đề giới tính. Một thành viên mới đến gia đình, vấn đề nghề nghiệp, thay đổi về tài chính, bản thân qua đời, đối với vị trí làm việc, vợ chồng mâu thuẫn, nợ vượt quá 50%, 50.000 franc hay nhiều hơn, thay đổi trách nhiệm nghề nghiệp. Con cái bỏ nhà ra đi, xích mích với nhà chồng hay vợ, thành công bất ngờ, người vợ bắt đầu đi làm hay nghỉ việc, thời điểm tựu trường hay cuối năm học, thay đổi điều kiện sống, thay đổi thói quen nghề nghiệp, không hợp với cấp trên, thay đổi giờ hay điều kiện làm việc, dọn nhà, đổi trường học, thay đổi tôn giáo, thay đổi hoạt động xã hội, nợ dưới 100 triệu Việt Nam đồng, thay đổi giờ ngủ, thay đổi thói quen ăn uống, nghỉ hè, nghỉ lễ Giáng sinh. Theo cái giá trị là từ trên đếm xuống là người không phá qua đời là sẽ bị stress nặng nhất. Rồi. Đối với những trường hợp mà bị vấn đề về tâm lý này thì cũng khó ai mà giúp được. Thuốc men chắc chắn là không hỗ trợ được. Cái này là chỉ có người thân hoặc là tự họ vượt qua thôi. Thuốc lá và bệnh nha chu, tất nhiên thuốc lá là một trong những tác nhân gây hại trực tiếp lên cơ thể và gây ung thư luôn. Chứ đừng có nói là nha chu.
rượu bia, thuốc lá, nó làm sao mà nhân viên nhà trường có hút thuốc. Ok, chỗ học thôi. Hút thuốc giờ không những hại răng miệng mà hại luôn sức khỏe toàn thân. Răng miệng, phổi là chính. Bệnh nấu này. Nấu bề mặt ngoài gần răng 31, nấu lành mạnh. Hình B1 nấu lành mạnh, hình B2 nấu viêm sau 21 ngày không chảy răng. Tất nhiên mình cũng đã từng thử nghiệm một khoảng thời gian không đánh răng, chỉ súc miệng và bắt đầu nấu chỗ cổ răng của mình bị bám những mảng bám và viêm. Khi đánh răng súc miệng đều đặn với nước muối lại thì tình trạng đó hết. Chảy máu nấu khi thăm khám, những trường hợp này là do bị viêm nấu. Những thay đổi về màu sắc, đỏ hơn nấu trở nên nhạt, viêm cấp, nhiễm sắc kim loại, nấu đổi màu. Đúng, nhiễm sắc kim loại là những trường hợp này là tiếp xúc với kim loại nặng tạo vết đen trên nấu, là những trường hợp mà dùng mảo kim loại, dùng răng sứ kim loại, phần kim loại tiếp xúc trực tiếp. Mà đó là phần đó là kim loại thường, còn nếu mà răng sứ titan thì không bị oxy hóa, lâu ngày răng không bị đen, nấu răng không bị đen. Hoặc là răng sứ toàn sứ zirconia, răng sứ sơ công, răng sứ nano thì chắc chắn còn tốt hơn. Đổi màu tổng quát do mắc bệnh toàn thân rồi. Chu kỳ kinh nguyệt, nhìn chung thiếu vitamin C. Đúng, thiếu vitamin C cũng gây chảy máu nấu. Thay đổi về vị trí, bởi vậy chúng ta nên chắc chắn không những thứ không thể thiếu trong thực đơn mỗi ngày là rau củ quả. Còn phần thịt cá, trứng, sữa chỉ là phụ thôi. Thay đổi về vị trí của nấu, biểu mô cách nói không di chuyển. Tập nấu mặt ngoài răng cửa, hàm trên, mặt ngoài răng cửa, hàm trên. Trường hợp này là người này đã chám răng bằng amalgam, hợp kim bạc và thủy ngân, rất chám răng số 6, số 7, 4 năm luôn. Tục nấu. Trường hợp này là sẽ thường là sẽ đau buốt khi ăn đồ nóng lạnh, bởi vì tục nấu này sẽ hở chân răng ra và lộ phần ngà. Hoặc những trường hợp mà bị hở cổ răng, bị lõm cổ răng cũng gây tụt nước, cũng chắc chắn cũng sẽ gây ê buốt. Chân này bên đây trường hợp khe hở siêu men thượng viện MC core, những trường hợp này mình cũng đã từng có thấy qua thực tế. Thì nói chung chúng ta cứ ăn uống lành mạnh, đánh răng súc miệng cẩn thận với kem đánh răng thiên nhiên, chắc chắn những bệnh lý này chắc chắn sẽ rất khó đến xảy ra đến với chúng ta. Sừng nấu do viêm, áp xe cấp tính, áp xe nha chu mãn tính, ảnh X-quang vùng áp xe nha chu. Đây, này là áp xe mãn tính, này là áp xe nha chu cấp tính có một cái túi mủ. Những trường hợp này là phải dùng thuốc, và trường hợp này muốn hết là phải uống thuốc
kết hợp lấy sạch mũ ra. Trường hợp này là nấu dinh dưỡng như dùng Pantotin, dùng thuốc sau 25 năm kết hợp chỉnh nha vệ sinh răng miệng. Thuốc này là thuốc chống động kinh. Và trong rồi. Đây là những trường hợp nấu chuyển dưỡng dùng thuốc Cilosporin 9.12, nấu chuyển dưỡng sau 16 năm dùng thuốc chống động kinh. Ghê quá ghê. Thuốc tây là nó là vừa là thuốc trị bệnh mà nó vừa là độc dược, giữa cái này là nó hại cái khác. Kinh khủng. Bởi mọi người phải cẩn thận khi mà dùng thuốc tây, tuyệt đối không nên ra nhà thuốc tự ý mua thuốc uống. Nếu mà có bệnh cũng phải thăm khám kỹ lưỡng cẩn thận và phải cũng phải tìm hiểu để biết giữ gìn sức khỏe của mình, cũng không phải là quá tin vào thầy thuốc mà lạm dụng thuốc tây là sẽ chết, chết dần chết mòn. Dưới đây là bệnh nhân nam 65 tuổi nấu chuyển dưỡng dùng thuốc hạ huyết áp 12 năm sưng nấu, nhưng cũng có một số trường hợp là sưng nấu không rõ nguyên nhân cũng có. Đây là trường hợp viêm nấu tuy thì bệnh nam 17 tuổi, bệnh nam 14 tuổi sau do thiếu vitamin C. Cái thật tại chỗ nấu xương liên quan, cái thật tại chỗ thanh là nói chung là cũng thường là nằm trong những trường hợp những người không sống hoàn cảnh khó khăn, không được chăm sóc sức khỏe răng miệng kỹ lưỡng. Rồi đây là trường hợp hình u nướu thai ngán nhiễm khuẩn, nằm trong trường hợp những phụ nữ đang mang thai. Ôi, quá là tội nghiệp. Chắc chắn là nằm trong trường hợp những phụ nữ mang thai mà gặp khó khăn, gia đình khó khăn, không được chăm sóc sức khỏe kỹ lưỡng khi mang thai. Hình A. Hình A này là u nướu mặt ngoài răng cối hàm trên của bệnh nhân mang thai 7 tháng. Hình B. U nướu bệnh nhân mang thai 36 tuần là 9 tháng. B2 phẫu thuật sau khi sanh 2 tuần. Phẫu thuật cắt cái nướu, cắt đi cái phần u nướu. Phần C. U nướu thai ngán mặt ngoài răng cửa hàm trên tái phát sau 10 năm. C2 sau phẫu thuật. D1 u nướu ở bệnh nhân mang thai 8 tháng. D2 khối u phát triển, khối u ngày càng phát triển. D3 phẫu thuật ngay sau khi sanh. Bởi vì mà khi đang có thai thì không tuyệt đối hạn chế can thiệp phẫu thuật cũng như là nhổ răng. Phẫu thuật là càng nguy hiểm hơn nhổ răng nữa. Bởi vì nếu sống một lối sống lành mạnh, chúng ta hạn chế ăn thịt đỏ, uống sữa bò, tránh dùng những chất có hại như rượu bia, thuốc lá, vân vân. Như phần mình nói về phần dinh dưỡng học lần clip trước, chắc chắn nguy cơ chúng ta bị u bú là rất thấp. Rồi đây là trường hợp Ebelis mặt ngoài răng cửa u giả, khu trú ở nướu viền, đỏ thắm mềm, thường u này phát triển bắt đầu từ gai nướu kẽ răng. Khối u giả, khu trú dạng sợi chắc. U hạt tế bào khổng lồ, sưng nấu giả tạo, viêm nấu hoại tử lớn lét. Hay nấu các răng cửa dưới bị mất do hoại tử. Thôi, ghê quá ghê. Viêm nấu hoại tử lớn lét cấp có các dấu chứng sau: tử nấu viền thường sang thường xuất hiện, nên viêm nấu đã có sẵn. Những tượng hoại tử
Tiến triển nhanh, bắt đầu ở đỉnh gai nướu và lan sang viền nướu, tạo vết lõm ở trung tâm sang thương hoại tử có hình viền nướu lửa hay dạng đáy chén. Ngoài ra còn có dạng ảnh hưởng bờ bên của gai nướu, không có đỉnh gai nướu nhưng ít gặp hơn, sang thương có giới hạn, thường không lan đến nướu dính. Nếu những phần khác của niêm mạc miệng bị hoại tử thì lúc này gọi là viêm miệng hoại tử. Phải nghi ngờ là bệnh nhân có bệnh toàn thân làm bệnh nặng thêm hay trầm trọng hơn. Đỉnh gai nướu hoại tử toàn bộ gai nướu. Nhưng nói chung trường hợp này sang thương hoại tử hình đáy chén sau khi được điều trị không phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật thì dùng xạ trị hóa trị thôi. Bệnh nhà chùa kết hợp nhiễm HIV. Đây là những trường hợp bị viêm nha chu kết hợp với bị nhiễm HIV. Quá là ghê. Viêm nướu đỏ toàn bộ hai hàm. Viêm nướu đỏ toàn bộ hai hàm, hoại tử lở loét, hoại tử tạo mảnh xương chết. Đây là những trường hợp mà bị viêm nướu viêm nha chu thì khi lấy dấu sẽ chảy máu ngay. Nướu lúc đó rất là yếu. Trường hợp này là chúng ta phải vệ sinh răng miệng lại cẩn thận và súc miệng bằng nước muối thường xuyên để mà giảm bớt. Từ từ sẽ trường hợp viêm nhiễm chu sẽ giảm bớt từ từ. Đã làm sàng X-quang bệnh nhân bị viêm nha chu mà. Đây là trường hợp chụp X-quang răng mất bám dính kết hợp với chấn thương. Đây, nó đã bị tiêu xương khoảng phần nửa chân răng. Nên chắc chắn những cái răng này sẽ bị lung lay. Răng thứ nhất chưa lung lay, răng lung lay gần nhiều khi mất bám dính gia tăng. Chảy mũ từ túi nhà chu áp xe cấp răng 21. Trường hợp này là cái răng đã trồi ra và đã tụt nướu rất nhiều. Đây, hộp này mẫn bám răng nhiều, nó làm tụt nướu, nó đẩy cái phần nướu rời xuống. Đau túi mặt răng, mặt xa răng 11. Đây, trường hợp này cũng bị tiêu xương khoảng 1/3 chân răng. Sau này chiều dọc mặt xa là 44, sau này chiều ngang là 46, 45. Chung nhà chùa tấn công. Đây, trường hợp nãy làm sàng ngoại xoan của nhà chùa tấn công khu trụ. Để coi. Nó cũng tiêu xương, mặt băm dính khoảng 1/3 3 cái răng. Làm sàng của viêm nha chu tấn công toàn thể, gần như toàn bộ tất cả các răng trên hàm răng đều bị viêm nha chu và bị tiêu xương hết. Hợp như những người này coi như là sớm muộn gì cũng sẽ mất hết nguyên hàm răng và phải làm toàn hàm. Trên này là 11A ảnh X-Stream nha chu trầm trọng, bệnh nhân nữ 40 tuổi bị căng thẳng tâm lý kéo dài đã 5 năm, hút thuốc mỗi ngày 20 điếu, chỉ có điện kết hợp phẫu thuật nha chu điều trị, chỉ trị mỗi 3 tháng tái khám đều đặn. Hút ghê. Căng thẳng tâm lý kéo dài 5 năm, hút thuốc mỗi ngày 20 điếu. Phim nha chu tiêu xương gần hết. Điều trị cũng có nhiều cách, có thể phẫu thuật
MTX 45 điều trị Mochachu ở các vùng đều có tổn thương, có mất bám dính mới di răng, có gia tăng khẽ hở giữa các răng. Bệnh nhân đáp ứng điều trị kém và đánh giá những yếu tố nguy cơ chưa đúng lúc, đúng mức. Trường hợp này cũng bị mất bám dính tiêu xương khoảng phần nửa chân răng, phần nửa và 1/3. Trường hợp bên đây là bệnh nhân chủ tấn công của bệnh nhân nam 50 tuổi chức năng 2, bị cản trở nhiều tất cả các răng đều rung lay. Rồi xong, những người này là sớm muộn gì cũng sẽ nhổ hết, cũng phải nhổ hết những răng rung lay này và làm toàn hàm. Viêm da chu trung bình ở bệnh nhân nữ 40 tuổi. Trường hợp này thì nhẹ hơn, cũng có viêm da chu mà nhẹ hơn, những răng chưa lung lay mới viêm thôi. Viêm nú đỏ chảy máu răng. Bệnh nhân 77 tuổi mặc dù không chăm sóc vệ sinh răng miệng tốt vẫn không có một dấu chứng nào của viêm da chu. Có thể trường hợp của người này sức khỏe tốt hơn, là 77 tuổi mà răng miệng vẫn còn tốt. Thì nói chung là cũng tùy sức khỏe mỗi người, người đó có cái đời sống như thế nào, đời sống tinh thần vật chất như thế nào. Rồi rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Lần tới mình sẽ nói về những đề tài khác. Bye bye.